Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong tiết học hôm nay. Trong tiết học này, thầy sẽ giới thiệu cho các em đặc trưng cơ bản cuối cùng ở trong chương trình sinh học lớp 11. Đó là đặc trưng sinh sản. Đầu tiên ta sẽ tìm hiểu qua đến sinh sản ở thực vật. Thì ở thực vật nó có hai hình thức sinh sản, đó là sinh sản vô tính và sinh sản tự tính. Hai nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu trong hai bài 41 và 42. Như các tiết trước thầy đã nói là do áp dụng chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều nội dung được giảm tải và gộp lại. Chính vì vậy mà kiến thức của hai bài 41 và 42 gộp lại trong một chủ đề sinh sản của thực vật. Trong tiết học này thì gồm có ba nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm chung về sinh sản. Thứ hai, đi sâu vào hình thức sinh sản vô tính ở thực vật. Và thứ hai là sinh sản hữu tính ở thực vật. Đây là nội dung thứ nhất, khái niệm chung về sinh sản. Trên cơ sở một số cái hình thức sinh sản của một số cái sinh vật như sau, chúng ta sẽ rút ra khái niệm thì nào là sinh sản. Ví dụ gà bằng hình thức đẻ trứng, ấp trứng thì nó tạo ra gà con. Đương nhiên là cái trứng mà muốn ấp trứng được gà con thì trứng này phải được giáo hố, còn trứng mà không được giáo hố thì khi ấp nó sẽ không được ra gà con. Hai là cây thực bằng thì có thể từ một cái cơ quan sinh trưởng của nó, có thể từ lá nó có thể tạo ra cá thể mới. Hoặc là đối với thủy tinh thì chỉ một phần của cơ thể nó nảy trôi, và vật trôi này rơi ra ngoài môi trường nó có thể tạo ra hàng loạt cơ thể mới. Hay là cái củ hành này ở gần nảy mầm để tạo ra thể mới. Tất cả những hình thức này, sinh vật này được gọi là sinh sản. Vậy thế nào là sinh sản, và ở sinh vật có cả hình thức sinh sản nào? Thì cái quá trình mà tạo ra cá thể mới, mục đích là để duy trì cái loài giống, đảm bảo cái sự phát triển liên tục của loài, thì được gọi là sinh sản. Và thường có sinh vật có hai hình thức sinh sản, đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong các nội dung tiếp theo. Vậy là thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật? Nó có các cái hình thức sinh sản vô tính ở thực vật như thế nào? Chúng ta tìm hiểu thế nào là sinh sản vô tính. Ta trở lại cái ví dụ về hình thức sinh sản của cây thực bằng. Cái này có thể tạo ra cây con mà từ lá, mà không qua cái quá trình kết hợp giữa giáo tự đực, tức là tinh trùng và trứng. Thì cái hình thức sinh sản mà tạo ra cá thể mới mà không có sự kết hợp giữa giáo tự đực và giáo tự cái được gọi là sinh sản vô tính. Đây là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất, hay là không có sự kết hợp giữa giáo tự đực, tức là tinh trùng, giáo tự cái, tức là trứng, mà chủ yếu là các cái tế bào của cơ thể mẹ nó chuyển quá trình nguyên phân để tạo ra thể mới. Chính vì cơ sở của quá trình sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân, cho nên các thể có tạo ra nó thường giống nhau và giống thể mẹ. Vậy thì ở thực vật nó có các hình thức sinh sản vô tính nào? Nội dung này theo cái phân phối mới thì thầy chỉ liệt kê các hình thức ra thôi, còn nội dung kiến thức cụ thể các em thì việc cuốn sách giáo khoa nhé. Hình thức sinh sản vô tính thứ nhất, hình thức này thường gặp ở các cái thực phẩm thấp như rêu hay là diêm xỉ, đó là sinh sản bằng bào tử. Hình thức thứ hai là sinh sản sinh trưởng, tức là cái cơ thể mới tạo ra không có sự kết hợp gì giáo tự đực và giáo tự cái, mà từ các cái cơ quan sinh trưởng, từ một phần của cơ quan sinh trưởng của cơ thể mẹ. Ví dụ như này là thực phẩm thì từ lá, rau má, thì từ thân, thân bò, khoai tây, từ
từ từ thân củ gừng thân rễ, chúng là từ các cái cơ quan sinh dưỡng tạo ra thể mới được gọi là sinh sản sinh dưỡng. Trên cơ sở kiến thức về sinh sản vô tính, có người chúng ta đã áp dụng cả cái gọi đến nay để nhân nhân các cái những cái đầu bằng phương pháp vô tính, gọi là phương pháp nhân dưỡng vô tính. Phần này các em tự nghiên cứu phát triển sách giáo khoa. Ví dụ như con người chúng ta việc dâm canh, triệt canh, vẽ canh để tạo nhân nhân các cái giống cây trồng quý hiếm phục vụ lên kinh tế của con người, hoặc là cái phương pháp là nhân dưỡng vô tính hiện đại, đó là nuôi cây mô thể bào từ một cái mẫu mô của một cái bào người ta có nuôi phục vụ lại cây con. Hôm nay chúng ta thì cũng sẽ được qua nhé. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người như thế nào? Thì ngay từ bản thân khái niệm sinh sản vô tính là mục đích là duy trì nòi giống, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài. Chính vì như của đêm nay mà cái cơ thể thực vật tạo ra nhiều cá thể con để đảm bảo sự tồn tại phát triển của loài đó. Đối với con người thì cái sinh sản vô tính này nó có rất nhiều vai trò, và ví dụ duy trì được các tính trạng tốt có lời, hay là nhân nhân các cái giống cây trồng quý hiếm tạo được giống cây trồng sạch bệnh giá thành thấp, hiệu quả kinh tế cao. Các em tìm thấy các cái vai trò khác và được đại diện. Ta sang hình thức sinh sản thứ hai rồi, thực vật gọi là sinh sản hữu tính. Nội dung thứ nhất, sinh sản hữu tính là gì? Thì cái hình thức sinh sản hữu tính là hình thức mà có sự kết hợp giữa giáo từ thực và giáo từ cá để tạo ra hợp từ, sau đó hợp từ phân chia để tạo phôi, và kết quả cuối cùng là tạo ra cơ thể mới. Hình thức mà có sự kết hợp giữa giáo từ thực và giáo từ cá như này được gọi là hữu tính. Hữu tính được có được và cả để tạo ra cơ thể mới. Và sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự hợp nhất hay sự kết hợp giữa giáo từ thực và giáo từ cá, quá trình hợp nhất là được gọi là hữu tính. Cái quả của chúng ta nên hợp từ phát triển thành cơ thể mới. Vậy thì sinh sản hữu tính ở thực vật nó có các cái đặc trưng cơ bản nào? Các em hãy điền thông tin vào cái bảng sau, điền có hoặc không vào những cái ô trống của bảng sau. Đối với sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, nó luôn có quá trình hình thành và hợp nhất giữa giáo từ thực và giáo từ cá hay không? Có sự trao đổi tái tổ hợp của hai cầu rãnh hay không? Luôn gắn liền với quá trình giảm hay không? Thì nghiên cứu sách giáo khoa cũng như các kiến thức mà thầy vừa trình bày, các em sẽ liên vào bạn hay vừa. Sinh sản vô tính nó không có quá trình hình thành và hợp nhất của giáo từ, còn sinh sản hữu tính nó có. Sinh sản vô tính không có sự trao đổi và tái tổ hợp của hai bộ gen, còn sinh sản hữu tính có. Quá trình giảm phân thì sinh sản vô tính không có, và quá trình sinh sản hữu tính có. Trên cơ sở đó, ta sẽ trả lời các đặc trưng cơ bản của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính. Đặc trưng thứ nhất là luôn gắn liền với quá trình giảm phân hình thành giáo từ. Đây là sinh sản hữu tính phải tạo ra giáo từ đực và giáo từ cái. Sau đó các giáo từ đực và giáo từ cái này nó hợp nhất với nhau thông qua quá trình thụ tinh, và tức là có sự tái tổ hợp hai bộ gen lại với nhau. Chính vì vậy mà sinh sản hữu tính, các cá thể con của sinh sản hữu tính nó thích nghi với môi trường biến đổi tốt hơn, nó tạo được sự đa dạng về di truyền, và nó tạo ra nhiều cái nguồn vật liệu di truyền cung cấp cho tiến hóa, cho nên là cho trong lọc tự nhiên và trồng giống. Thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao đều có quá trình sinh sản hữu tính này. Tuy nhiên, trong phạm vi tiểu học này, chúng ta chỉ tìm hiểu sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa mà thôi. Đầu tiên là tổng tạo của hoa, thì phần này giả tạo. Tuy nhiên, nó có nhiều cái kiến thức trong phần này mà liên quan đến cái nội dung thầy từng trình bày tiếp theo, cho nên thầy sẽ phải nói sâu một tí chỗ này. Tức là đây một cái hoa lửa tính,
gồm có cái bộ nhụy tức là phần cái và bộ nhĩ tức là phần đực. Thì trong cái phần nhĩ này thì trong có cái phần này là bao phần, trong này nó sau này sẽ tạo ra hạ phần, là cái phần mà thực hiện quá trình thụ phần, sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu. Còn trong bộ nhụy này thì em lưu ý cái phần gì này, người ta gọi là bầu nhụy. Trong bầu nhụy này thì cũng có các cái nọ. Và sau này cái nọ này nếu được thụ tinh thì mỗi cái nọ như thế này nó sẽ tạo ra một hạt. Giả sử trong bên này nó có 8 đoạn và 8 đoạn này đều được thụ tinh cả thì nó tạo ra 8 hạt. Còn toàn bộ cái bầu nhụy này sẽ được nguyên mà nó phát triển thành quả. Còn nếu bầu nhụy nào trong này chỉ có một nọ hoàn toàn nó được thụ tinh thì cái quả đó chỉ có một hạt. Còn trong cái đoạn này nó diễn ra quá trình gì là tạo ra giáo thủ cải như thế nào thì thầy và đoàn chúng ta sẽ tìm hiểu trong các mục tiếp theo. Nhưng mà cái nhớ cho thầy toàn bộ cái bầu nhụy này nếu sau này mà được tổ chức thì cái đoạn này sẽ tạo thành hạt, cái bầu này sẽ tạo quả. Để thực hiện được quá trình sinh sản hữu tính thì cần tạo ra được giáo thủ và giáo thủ cải. Vậy thì quá trình tạo ra giáo từ đực và giáo từ cái thông qua quá trình hình thành hạt phấn và tụ phôi, thông qua quá trình hình thành hạt phấn và tụ phôi, trước hết là quá trình hình thành hạt phấn. Cái phải mô tả quá trình hình thành hạt phấn hay còn người ta còn gọi là thể giáo từ đực qua cái sơ đồ sau. Thì hạt phấn được hình thành trong cái bộ phận người ta gọi là báo phần. Cái báo phần này có cái tiệm, cái tế bào mà sau này sẽ hạt phần gọi là tế bào mẹ. Xin hạt phần là tế bào mẹ trong báo phần. Tế bào này sẽ hiện quả nên giảm phân, tức là qua hai lần phân bào nó sẽ tạo ra bốn tế bào con, mỗi tế bào con có bộ nhiều thể. Cả đến một nửa từ anh đời ta gọi là bốn tiểu bào tử. Mỗi cái tiểu bào tử như thế hiện quả nên nguyên phân một lần và tạo ra hai tế bào con. Nhưng hai tế bào con này không tách rời nhau và nằm trong một cái phần. Và sau này người ta gọi là này chính là hạt phân. Như vậy bốn tế bào con tạo ra cũng hạt phân. Và mỗi tế bào con có thể cái tế bào nhỏ này người ta gọi là nhân sinh sản, còn tế bào lớn này người ta gọi là nhân sinh dưỡng. Sau này khi hạt phân này rơi vào đầu nhụy thì cái nhân sinh dưỡng này nó sẽ nảy mầm tạo ra ống phân, còn nhân sinh sản này sẽ nguyên phân tiếp một lần nữa tạo ra hai cái giao tử đực, hai cái tử để thực hiện quá trình thụ tinh. Vậy ta có thể tóm tắt quá trình hình thành hạt phấn như sau: từ một tế bào mà sinh hạt phấn, tế bào này nằm trong báo phấn của nhị, thực hiện quá trình giảm phấn tạo ra bốn tế bào con, mỗi tế bào con nguyên phân một lần tạo ra hạt phấn gồm có hai nhân là nhân sinh dưỡng và nhân sinh sản. Sau này nhân sinh dưỡng sẽ nảy mầm tạo ra ống phấn để đưa hai cái nhân sinh sản trong này vào gặp trứng. Tiếp tục là quá trình hình thành túi phôi. Em hai mô tả quá trình hình thành túi phôi hay còn gọi là thể giáo cục cá. Em qua sơ đồ sau. Tương tự như thế, ở trong bầu nhụy thì có nọ, trong nọ nó có một tế bào mẹ sinh nọ gọi là tế bào mẹ đại bào tử, nó có hiệu quả đến giảm phân và tạo ra bốn tế bào con đơn bộ. Tuy nhiên ba tế bào con này tiêu biểu thì chỉ có một tế bào con, một bao tử đơn bộ để sống sót. Và nó tế bào này nó sẽ thực hiện quá trình ba lần nguyên phân tạo ra tám tế bào con. Tuy nhiên tám tế bào con này không tách rời nhau ra mà nằm chung trong một cái tổ hợp, người ta gọi đây là túi phôi. Trong đó ba tế bào này đến nay gọi là ba tế bào nội cực. Tế bào to ở dưới này là nọ cầu hay là trứng, đây là giao cục cá ra trứng. Hai tế bào nằm hai bên là hai tế bào kèm hay là hai tế bào, và hai tế bào nằm ở giữa gọi là nhân phù hay là những lửa cực hai mặt. Tóm tắt quá trình hình thành túi phôi như sau: một tế bào sinh nọ, hai nờ nằm trong bầu nhụy thực hiện quá trình giảm phân tạo ra bốn tế bào con, và một tế bào sống sót ba tế bào tiêu biểu. Sau đó tế bào sống sót này nguyên phân ba lần tạo túi phôi gồm nọ và những cái ngực. Ngoài ra thì nó còn có thêm
các tế bào khác, ví dụ ba tế bào đột tử, hai tế bào gan. Quá trình thụ phấn và thụ tinh là nội dung tiếp theo thầy sẽ trình bày. Nội dung này nó cũng nằm trong giảng tài, thầy sẽ đi nhanh qua thôi. Đây là quá trình thụ phấn, thế nào là quá trình thụ phấn? Nó có thể hiểu đơn giản là quá trình hạt phấn rơi vào trên đầu nhụy, được gọi là thụ phấn. Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhì đến nhụy. Ở thực vật nó thường có hai hình thức thụ phấn. Hình thức thứ nhất là hạt phấn từ một cái hoa của cây khác rơi vào hoa là hai cây khác nhau thì được gọi là thụ phấn chéo. Còn hạt phấn trong cùng một hoa hoặc là hạt phấn từ hoa khác mà trong cùng một cây được gọi là từ thụ phấn. Để từ thụ phấn này thì còn có các những thụ phấn, phần này các em nghiên cứu sẽ được qua. Thứ hai là thụ tinh, đó là quá trình kết hợp giữa giao từ đực và giao từ cái, tức là tinh trùng và trứng để tạo ra hợp tử, được gọi là thụ tinh. Là sự kết hợp giữa nhân của giao từ đực và nhân giao từ cái để tạo ra hợp tử. Ở thực vật hạt kín thì xảy ra quá trình thụ tinh kép. Đây là hạt phấn sau khi rơi trên đầu nhụy. Em nhớ trong hạt phấn này nó có một cái nhân sinh dưỡng, và tại cô gái này là nhân sinh sạc. Thì nhân sinh dưỡng cho này nó sẽ lại mầm tạo ra hồng phấn. Còn nhân sinh sạc này nguyên phân tích một lần nữa tạo ra hai tính từ. Giao từ đực ở thực vật kín do nó không có đuôi cho nên người ta không gọi là tính trùng mà gọi là tính từ. Chính vì không có đuôi cho nên nó không từ chuyển đầu bơi vào được vào gặp trứng ở trong này, mà nhờ vào cái hồng phấn, tức là những sinh dưỡng này nảy mầm tạo ra hồng phấn để đưa hai tinh trùng vào. Đó. Thì cả hai tinh trùng cùng tham gia vào quá trình thụ tinh thì được gọi là thụ tinh kép. Ta sẽ có to cái phần một phần túi phôi này đây. Đấy, đây. Ở đây là nhân cực hay nhân lượng bột, còn đây là nọ cầu hay tế bào trứng. Thì một giao từ đực kết hợp với nhân phụ để tạo ra cái nhân tam bùi ba nở, còn một giao từ đực hay tính từ kết hợp với nọ cầu tế bào trứng tạo ra hợp tử. Và nhân tam bùi sau này nó sẽ tạo ra nội dung, còn hợp tử sau này cũng sẽ tạo thành phôi. Và toàn bộ cái này nằm ở trong cái phần nọ ở trong này, nằm trong hàm. Toàn bộ cái bầu nhụy này tạo ra, đây được gọi là thụ tinh kép ở thực vật hạt kín. Nhớ quá trình này chỉ xảy ra ở thực vật hạt kín. Tức là cả hai tính từ cùng tham gia vào quá trình thụ tinh được gọi là thụ tinh kép. Và quá trình này chỉ xảy ra ở thực vật hạt kín. Nội dung tiếp theo chúng ta tìm hiểu là quá trình hình thành hạt và quả. Phần này giảng đạo các em tự tìm hiểu sẽ được qua, nhưng mà phần vừa rồi thầy trình bày thì sau khi thụ phấn rồi thụ tinh thì cái nọ này phải là cái bầu này là chỉ có một nọ, chứ nếu được thụ tinh thì toàn bộ cái nọ này sẽ tạo ra một hạt, còn toàn bộ cái bầu này sẽ tạo ra hạt quả. Như trong thực tế đã thấy đôi khi không được thụ tinh, nhưng mà một số hóc môn làm cho cái bầu này phát triển thành quả. Không được thụ tinh thì trong này sẽ không tạo ra hạt, nhưng mà cái bầu này vẫn tạo ra quả thì tạo quả không hạt. Thế phần tạo quả không hạt có nhiều ứng dụng, để em có thời gian thì để trình bày thêm cho các em. Câu hỏi ôn tập và câu hỏi luyện tập thì thầy cô giảng một bộ sẽ chuyển cho các em theo lịch đã đăng ký. Các em về nhà trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 5 sẽ được qua trang 166 và đọc trước cái bài 44 sinh sản vô tình động vật. Bài học ở đây kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi.